bà chị của cổ đó, rồi hai chị em hỏi chị Sáu nãy giờ có xuống dưới kêu chị lên phải không, cái chị Tư chị nó không có, ngủ hồi 7 giờ tới giờ. Thành ra tôi giật mình, tôi nói ở đây thiệt sự là có ma, nhưng không có làm gì tôi mới nguyện giao. Vào 10 năm trước nha. Mà chuyện này có thật ha Tư? Có thật, có thật. Tại ở đây, tại ấp Phần Thạnh, xã Cần Đăng, tại cầu đây, cầu gì, cầu là 10 giờ đêm, lúc đó tôi đang ở chùa về xuống đang dọn dẹp, tắm rửa tối rồi làm công chuyện chùa, về xong thì xuống thì có một người đàn bà mặc nguyên bộ đồ đen, tóc dài, đứng kêu tôi lên, nhưng mà không có nói tiếng nào hết, chỉ nhìn tôi thôi. Tôi tưởng là bạn tôi đang ngủ chung với tôi, thành ra tôi chút xíu chị lên, đi lên trước đi, là khoảng 10 giờ đêm, gần 10 giờ. Là mình gặp ở đâu ha? Là tại đây, tại cầu. Tại cái cầu, tại cái cầu. Cái cầu này. Cái cầu ở dưới mấy sông hả? Ở cầu mấy sông, ngay đầu cầu. Ngay đầu cầu mình thì ở dưới chân cầu. Nói lên, rồi đi vô trước đi chút xíu rồi cái người vô. Kia đứng phía trên. Đúng, đúng rồi, mặc nguyên bộ đồ đen. Là giấc tối hả Tư? Giấc tối, tối đêm đó, rồi đêm cũng như 14 gầm rồi. Từ dọn dẹp chùa thì phải tắm tối lắm, tắm 10 giờ đêm, hơn 10 giờ, lúc đó 10 giờ đêm. Mười gữ, gần mười gữ. Lúc kêu mình là mình tưởng đâu là mình bạn, tưởng là bạn mình thôi. Bạn tu ha? Đúng. Tưởng bạn tu thôi, nó chút xíu chị lên, kêu lên nặng đây đi ngủ đó. Thì ngủ chung mà. Tới chừng đi lên tôi tắm rửa xong là khoảng nửa tiếng xong tôi lên, lên thì hỏi bà chị của cổ đó, hai chị em. Hỏi chị Sáu nãy giờ có xuống dưới kêu chị lên phải không? Cái chị Tư chị nó không có, ngủ hồi 7 giờ tới giờ. Thành ra tôi giật mình, tôi nói ở đây thiệt sự là có ma. Nhưng không có làm gì tôi mới nguyện giấy. Tôi nói giờ tôi về đây tôi ở đâu lo công quả chùa, từ sắp tới đừng có nhát tôi nữa. Tôi không sợ đâu, đừng nhát nữa. Thì từ đó tới sau là cứ như khó vắng mặt, nhưng mặc nguyên bộ đồ đen, để tóc dài xả, đứng tại cầu này rõ ràng mặc nguyên bộ đồ đen. Màu đen hả Tư? Màu đen. Là cách đây cũng lâu rồi. Cách đây 10 năm. Cách đây 10 năm. Đó là mình tưởng thôi, là mình tưởng là bạn mình thôi. Tưởng là bạn bạn kêu lên nặng đồng tu, nặng ngủ sớm đó. Bởi vì mấy chị đó ngủ sớm đó, thành ra mình tưởng đâu kêu lên mai lên, để tối rồi gần 10 rưỡi rồi, thì tôi nói chút xíu tôi lên, nhưng mà tôi giật mình hết hồn nghe bà chị Tư kể lại, hỏi nãy giờ chị Sáu kêu chị phải không, nó không có đâu, chị ngủ hồi 7 giờ tới giờ đó. Thành ra tôi giật mình, tôi nói rồi như vậy là mình gặp ma rồi, nhưng mà mình không sợ, tôi có lời nguyện giấy, tôi ở đây lo công quả chùa, nếu mấy phần phúc mặt phúc mài độ cho tôi, đừng có nhát tôi không sợ đâu. Từ đây sắp tới là đừng nhát nữa.